Này xá lợi tử, vì chân như của địa giới vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng, vì chân như của thủy hỏa phong không thức giới vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử, vì chân như của vô minh vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng, vì chân như của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của bố thí ba la mật đa vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử, vì chân như của Pháp không nội vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng, vì chân như của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tánh tự tánh vô lượng, nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử, vì chân như của chân như vô lượng, nên bát nhã ba la mật đa vô lượng, vì chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, vô lượng, nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử vì chân như của thánh đế khổ vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của thánh đế tập diệt đạo vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử, vì chân như của bốn tịnh lự vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng, vì chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử, vì chân như của tám giải thoát vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng, vì chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng.